Do là có nhiều anh chị, đặc biệt là các anh chị mà lứa tuổi trung niên á, rất là dị ứng với các dòng sản phẩm laptop của HP. Họ bảo HP rất là nóng, HP rất là dễ chết chip, HP xài không có bền. Trong tâm trí của họ thì đều được coi là những cái sự lựa chọn ưu tiên, đều rất là bền, đều rất là trâu bò. Do là năm 2010 thì HP bị dính một cái phốt tản nhiệt. Đó lý do cũng có rất là nhiều khách hàng cũng tẩy chay không thích xài HP. Tuy nhiên đến năm 2014 trở về sau thì các kỹ sư của HP đã tập trung cải thiện cái tản nhiệt và cho ra những cái sản phẩm có thể nói rất là chất lượng, siêu bền bỉ. Riêng bản thân mình thì mình rất là thích cái kiểu thiết kế của HP, màu sáng làm bằng vỏ kim loại. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi thực tế top 3 chiếc laptop có thể nói rất là đáng mua ở thời điểm hiện tại. Chỉ với hơn 13 triệu thôi, chúng ta sở hữu được chiếc laptop cao cấp, cấu hình mạnh mẽ, coi 7 RAM 16GB, màn hình 14 inch, nhỏ gọn, thiết kế cực kỳ đẹp mắt và cao cấp. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế top 3 chiếc laptop này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế top 3 chiếc laptop HP cao cấp đến từ hãng HP. Đây được coi là 3 chiếc máy rất là đáng mua ở thời điểm hiện tại mọi người. Ở trên cùng là chiếc HP Lightbook 840G9. Đây mình để qua. Còn ở bên dưới chiếc này là 840G8 nha mọi người. Bên dưới cùng là 840G7. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng chiếc một nha mọi người, mình để qua đây. Hầu như ba chiếc máy này có một cái kiểu thiết kế giống nhau. Mình rất là thích dòng HP. Ví dụ như chiếc máy này, con G7 được sử dụng với con chip Core 710610U. RAM là 16GB, ổ cứng SSD 256. Về ổ cứng chúng ta không cần phải quan tâm với dung lượng đâu mọi người. Ở thời điểm hiện tại thì vấn đề về lưu trữ nó không giống như hồi xưa. Chiếc máy này được thiết kế cái bản lề được mở ra tới tận 180 độ. Bên trái có chữ Lightbook Core 7 nè mọi người, Gen 10 V Pro, có hỗ trợ vân tay. Công nghệ lo của nó là 3 Nanosen. Và chúng ta dễ nhận thấy nhất chính là cái logo. Nhiều người cũng lầm tưởng là HP Envy là dòng cao cấp hơn dòng Lightbook. Không bằng nha mọi người. HP Lightbook cao hơn một xíu nữa, chúng ta thấy có dòng HP Spectre. Còn cái phiên bản 840 này thì nó sẽ có cái phiên bản cao cấp hơn một tí, đó là phiên bản 1040. Mình rất là thích HP. HP được thiết kế cái RAM màu sáng, cổng kết nối USB Type-C, HDMI, cổng sạc đầy đủ nè mọi người. Ở phía trước đây cũng là một điểm nhấn cũng rất là đẹp, có chữ Lightbook. Bên trái máy thì có hai cổng USB 3.0 và một cổng jack tai nghe. Thực ra thì cả ba chiếc máy này thì nó cân nặng nó tầm khoảng 1 kg 2 mấy nha mọi người. Mình thử mình khởi động lại nè. Camera đều đầy đủ nha. Đặc biệt với chiếc máy này thì hiện tại giá cũng rất là yêu thương. Chỉ với 13 triệu 9 thôi mọi người, chiếc máy rất là đẹp. Còn line new của mọi người. Với những phiên bản 840 hoặc là 830 mà chúng ta mua những cái phiên bản này nè mà new 100% thì i5 nó tầm khoảng 30 đến 33 triệu, i7 thì tầm khoảng 40 triệu. Với chiếc máy này thì được sản xuất năm 2010 nha mọi người, 2020. Chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta check từng cái mã được. Do là những cái mã này mình cũng cho mọi người đi trải nghiệm từng chiếc rồi, check nè, bảo hành HP, mình xem chiếc máy này coi sản xuất năm nào nha mọi người. CMD nè, VK nè, MIC nè, BIOS, Get Serial Number, mình lấy cái số Serial Number, mọi người. Đây, 5CG04-1C8-C3. Một tí nữa còn hai cái phiên bản sau được coi là một cái phiên bản còn đáng tiền nữa mọi người. Mình sẽ phân tích cho mọi người thêm một số thông tin.
Đây nó có đầy đủ cái thông tin nữa nè, đặc biệt chiếc máy này chúng ta thấy được 16 tháng 12 năm 2020, bảo hành đến 15 tháng 9 năm 2023 nè mọi người. Ở đây nó là để làm man remaining. Nó còn 20 bao nhiêu mọi người? Này nó để 15 tháng 12 nghe là chiếc máy này còn tới mấy tháng, còn khoảng 3 tháng mọi người. Cái gói thông tin nó đầy đủ nữa nè, đặc biệt là có hỗ trợ cảm ứng cũng khá là tiện. Mình khởi động lại cái cho mọi người xem nha. Có 13 triệu 9 thôi, rất là đáng tiền. Còn câu chuyện mà HP nóng, HP dễ chết chip thì nó là câu chuyện của quá khứ nha mọi người. Bản thân mình là một tín đồ của HP nè, mình rất là thích xài HP. Về câu chuyện của HP rất là tốn nhiều cái tranh cãi trái chiều nhau. Tuy nhiên những ai mà đã xài những chiếc HP từ năm 2014 trở về sau này, chúng ta thấy HP rất là đáng tiền. Mình nhắc lại chiếc máy này có cấu hình là HP EliteBook 840 G7, có cấu hình là Core 7 10610U, RAM là 16GB ổ cứng SSD 256. Chúng ta ai mà có muốn nâng lên 512 thì chúng ta tốn thêm 300 ngàn nha mọi người. Chiếc máy này có camera nè, có hỗ trợ nhận diện khuôn mặt nè, vân tay nè, công nghệ 3 anh Ulysen nè. Thực ra thì con G7 và G8 có thiết kế giống như trang nhau mọi người, cho nên là mình không nói về thiết kế nữa. Phím LED đầy đủ. Chiếc máy này thì được trang bị cái con chip của nó là Core i7 1165G7, 1165G7 1165G7 nha mọi người. Với cái con chip này thì mình cũng nói nhiều rồi. Từ năm 2021 trở về sau này thì HP đã tung ra con chip G này. Thì con chip G này chúng ta sẽ hỗ trợ được xem video 4K rất là mượt. Và cái card đồ họa tích hợp của nó là Intel Iris E nè mọi người. Xử lý đồ họa tới 4GB. Những cái card này nó sẽ mạnh hơn những cái card rời mà 2GB hay là 4GB năm 2015-16 là chạy không bằng luôn nha mọi người. Chạy rất là tốt, cái thuật toán sau này rất là ok, RAM là 16GB. Ổ cứng SSD 256, chúng ta có thể nâng cấp lên, màn hình thì 14 inch. Hai con G7 và G8 có thiết kế giống y chang nhau đây. Con này là 15 triệu nha mọi người, 15 triệu. Ai có điều kiện thì chúng ta mua thêm con G8 này. Chúng ta lên mạng chúng ta tìm hiểu. Và đây là chiếc máy cũng rất là được nhiều người mong chờ. HP 840G9. Thiết kế thì ngay chỗ này nó sẽ thay đổi đi một tí nè mọi người. Đây mình để hai con lên nhau để cho mọi người có một cái nhìn. Nó làm cái bo tròn, thay vì đây nó sẽ làm vuông. Bo tròn một xíu. Cân nặng cũng tầm khoảng 1,2 kg. Thiết kế vỏ kim loại màu sáng, nhìn rất là sang trọng. Rất là sang trọng, EliteBook nè mọi người. Pin 100% luôn. Chiếc máy này được sử dụng với con chip Core i7-1280B. Mọi người thấy rất là ok, RAM là 16GB. Ổ cứng SSD 512, màn hình 14 inch, rất là đẹp. Với những dòng máy cao cấp này thì chúng ta thấy những cái gọi là những cái option có rất là nhiều. Ví dụ như là MSC nè, có hỗ trợ chống nhìn trộm. Ở đây có nó để nè, HP SureView, đây là công nghệ chống nhìn trộm. Panoramic bản lề được mở ra tới tận 180 độ nè mọi người. Camera nhận diện khuôn mặt đầy đủ nha. Chiếc máy còn rất là đẹp. Chiếc máy thì nó hơi đắt tiền. Thực ra nói đắt tiền chứ nó không phải là đắt lắm. Bởi vì hiện tại chiếc máy xách tay này chỉ có giá 22 triệu thôi mọi người. Rất là rẻ, như mới luôn. Chiếc máy rất là đẹp như mới, chỉ với 22 triệu thôi. Bạn nào thử chúng ta lên mạng chúng ta gõ Google cái phiên bản này 840G9 nha mọi người. Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa trải qua trải nghiệm thực tế 3 chiếc HP EliteBook phiên bản 840G7, 840G8 và G9. Đây được gọi là top 3 chiếc laptop và rất là đáng tiền. Ok, cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về 3 dòng sản phẩm laptop cao cấp đến từ HP. Với dòng HP EliteBook hay là HP Spectre được coi là những dòng laptop cao cấp, hướng đến đối tượng khách hàng là văn phòng, có cái nguồn ngân sách cũng khá là cao.
Đặc biệt là đây là những dòng laptop được xách tay ở Mỹ về, chất lượng cũng như là tính bền bỉ rất là cao. Do là cái thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên nếu bạn nào cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần mình tư vấn, có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ nhân laptop và anh trong đời trong suốt năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những đóng góp, những phản hồi và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký, bấm luôn vào cái nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.